cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong đêm tối xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe chưa xin cho con biết thân Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tinh lành do Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với mục sư Billy Graham rằng, chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của đức chúa trời hiểu được chân lý cứu rỗi rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời chúa và được cứu như chúng ta kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thành Đốn cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh tin lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia thưa quý vị như vậy là chỉ còn hai ngày nữa người Việt của chúng ta khắp nơi sẽ tương bừng chào đón ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong niềm vui đó thay mặt cho Trung tâm phát thanh tin lành tại Virginia Chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới tràn đầy ơn phước Chúa ban. Thưa quý vị, như thường lệ chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Quyết định nào cho tôi qua phần trình bày của Hà Vân. Nam Anh, Kevin Phạm và Thanh Tâm xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quyết định nào cho tôi? Trong giờ kể chuyện, thầy giáo kể cho học sinh nghe câu chuyện của một cặp vợ chồng gặp tai nạn trên biển. Sau đây là nội dung câu chuyện. Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn chưa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại. Còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu. Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh các em đoán xem người phụ nữ sẽ hét lên câu gì tất cả học sinh phẫn nộ nói rằng em hận anh em đã nhìn nhầm người rồi lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời liền hỏi cậu bé cậu học sinh nói thầy ơi em nghĩ người phụ nữ sẽ nói chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé thầy giáo ngạc nhiên hỏi em nghe qua câu chuyện này rồi ư ừ. chưa ạ à. nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy thầy giáo xúc động trả lời rất đúng người đàn ông được cứu sống trở về quê hương một mình nuôi con gái trưởng thành nhiều năm sau anh ta mắc bệnh qua đời Người con gái lúc sắp xếp kỹ vật phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng: Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển nhưng anh không thể vì con gái chúng ta anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm anh xin lỗi kể xong câu chuyện phòng học trở nên im ắng các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này thiền và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời khó lòng phân biệt bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác suy gẫm thưa quý vị trong cuộc sống thường nhật lắm khi chúng ta dễ dàng đưa ra những nhận định sai lầm về một người nào đó khi nhìn thấy cách hành xử bề ngoài của họ mà chưa thấu hiểu được những điều còn ẩn bên trong theo tôi không chỉ riêng các em học sinh cho rằng người đàn ông trong câu chuyện là người chồng tệ bạc, nhẫn tâm, chỉ biết lo cho sự sống của mình. Mà có thể hầu hết những người có mặt trên con thuyền cứu họ cũng cho rằng anh quá tàn nhẫn, ham sống, sợ chết để mặc người bạn đời của mình vùi sâu trong lòng đại dương. Thưa quý vị, trên đời khi chúng ta nhìn thấy. Người thích chủ động thanh toán tiền không phải bởi vì người ta dư giả mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình không phải bởi vì người ta ngốc mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm. Sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước không phải bởi vì người ta sai mà là người ta trân trọng người bên cạnh mình. Người tình nguyện giúp đỡ người khác không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn. Lời Chúa dạy Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Philip chương 2 câu 4 người đàn ông trong câu chuyện trên đã phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn khi anh trộn nhảy lên chiếc thuyền cứu hộ cũng là lúc anh đã hy sinh chính bản thân mình không phải anh trộn con đường sống cho chính mình mà anh hy sinh cho vợ và con với cả cuộc đời còn lại của anh nỗi đau đó không ai có thể hiểu được ngoại trừ anh thưa quý vị khi nhìn thấy nhân loại đang bơ vơ lạc lõng để tìm ra chân lý, như những con chiên lạc loài không người chăn. Lời Chúa phán trong Kinh Thánh: Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc. Ai theo đường nấy. Ê-sai e chương 53 câu 6. Mỗi người đang bám víu vào những hệ thống tôn giáo, những triết lý nhân sinh những quan điểm do chính con người tạo ra và cho rằng nhờ vào những điều đó mà tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Thế nhưng, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời tạo hóa. Sau khi cho biết, chúng ta thảy điều như chiên đi lạc, ai theo được nấy, thì lời Chúa cho biết tiếp, Đức sê đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta điều chất trên người. Nghĩa là, Đức Chúa Trời đã mang hết tội lỗi của nhân loại, chất trên Chúa Giêsu là con độc sanh của Ngài. Và chính Chúa Giêsu đã vui lòng nhận sự đau đớn tột cùng đó. Và chỉ có Ngài mới thấu hiểu sự đau đớn ấy là lớn dường nào. Nên trong vườn Giê-xê-ma-nê Ngài đã thống thiết kêu lên. Cha ơi, nếu được xin cất chén này khỏi con. Nhưng không theo ý con, mà theo ý cha. Kinh Thánh còn cho biết, trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên, những giọt máu lớn rơi xuống đất. Luy ca 22 câu 4 nhưng với tình yêu thương đối với nhân loại, không muốn một ai trong chúng ta phải đau khổ đời đời nơi hỏa ngục, nên ngài bằng lòng chấp nhận cái chết đau đớn trên thập tự giá để ban cho những ai tin ngài được sự sống vĩnh phúc. Ngài phán, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà hy sinh sự sống mình quý vị ơi thiên chúa đã mở một con đường để qua đó mà chúng ta được sống việc còn lại là sự chọn lựa của quý vị xin quý vị đưa ra quyết định khôn ngoan nhất của đời mình để quý vị nhận được sự tha thứ do tội lỗi mình gây ra và được ban cho sự sống phước hạnh đời đời ở mai sau đó là mở lòng tin nhận Chúa Giêsu đấng đã chết thay cho tội lỗi của bạn trên thập tự giá. Với quý vị xưng mình là con cái của Chúa, quý vị đã sống tròn sứ mạng Chúa giao cho bạn chưa? Có sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa dành cho bạn chưa? Chúng tôi để bạn tự trả lời hai câu hỏi trên trong năm mới này. Amen. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình phỏng vấn và giải đáp niềm tin hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe phần giải đáp của mục sư Trần Thái Sơn qua một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được từ một vị thánh già gửi đến cho chúng tôi. Câu hỏi ngày hôm nay có nội dung như sau. Làm sao một người có thể chứng minh có chân lý hay biết chân lý? Và giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời một sư sơn dùng kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời cũng như sự hiểu biết Chúa ban cho một sư để làm sáng tỏ câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu lên để cho chúng tôi cũng như vị thính giả nêu lên câu hỏi này được hiểu lời Chúa một cách tường tận hơn. Xin trân trọng kính mời mục sư. Kính chào quý vị, tôi là mục sư Sơn. Cảm ơn Chúa cho tôi được gặp lại quý vị trên sóng phát thanh. Với câu hỏi hôm nay, làm sao một người có thể chứng minh có chân lý hay là biết chân lý? Trong tiếng Việt chúng ta có từ ngữ nói đến chân lý thì cũng có từ ngữ uh, có lý nghe thì rất giống nhau nhưng mà thật sự thì khác nhau cũng giống như từ lẽ thật làm nhớ đến từ ngữ lẽ phải nghe tưởng như cùng nghĩa nhưng mà thật sự khác nhau có lý với trường hợp này nhưng mà không có lý trong trường hợp kia Lẽ phải thì có thể phải với người này nhưng mà không phải với người kia. Mỗi khi đi ngoài đường, thinh linh, chúng ta bị kẹt xe do một tai nạn giao thông dù không đáng gì. Nhưng vì hai bên gây tai nạn ai cũng cho mình là phải với những lý lẽ nghe có lý. Tôi nhớ một người tín đồ ở chợ lớn vào những năm bao cấp thuật lại rằng anh ấy đạp xe lên cầu Phạm Đình Hổ ở chợ lớn. Vì dốc cầu cao, anh phải gắng sức đạp xe lên dốc. Thì lên uh, chiếc xích lô đạp chạy trước mặt, chở khách thắng lại. Người lái xích lô nhảy dội xuống đường tiếp tục đẩy xe lên. Anh tiến đầu cũng mau lẹ thắng xe lại. Nhưng mà bất ngờ, anh nghe một tiếng rầm xe anh bị một người chạy phía sau tông mạnh. Khi anh quay lại nhìn thì anh thấy một thiếu nữ đã đạp xe đụng vào xe anh. Anh chưa kịp nói gì thì nghe. Chạy xe sao không ngó lại phía sau? Anh ngỡ ngàng trước câu nói vô lý. Chỉ còn một miệng đáp lại. Ờ, tại cô chạy xe mà ngó phía sau nên mới đụng tôi như vị thính giả đã nêu trong câu hỏi gửi chúng tôi làm sao biết một người có thể chứng minh có chân lý hay biết chân lý dù họ biết mình không có chân lý nhưng mà luôn luôn dành lý lẽ của mình là chân lý qua những câu nói người xưa kinh nghiệm để lại như nhân vô thập toàn có người thì không có trọn vẹn thế nào cũng có lỗi lầm, thế thì làm sao có người là chân lý hay là có được chân lý? Chính Đức Chúa giêsu giải thích lý do là người không có chân lý. Các người bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra và các người muốn làm nên sự ưa thích của cha mình. Vì lúc ban đầu nó đã là cái giết người chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu kinh thánh cho chúng ta biết ma quỷ không có lẽ thật nên khi tổ phụ loài người chúng ta là adam và eva nghe lời ma quỷ khước từ vâng lời theo đức chúa trời tạo hóa từ đó loài người trở thành nô lệ của ma quỷ nô lệ có tội lỗi chỉ biết nói dối không có lẽ thật trong đời sống quả thật như kinh thánh đã phán chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có phong biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội. Chính các vị danh nhân giáo chủ cũng không vị nào dám nhận mình là chân lý. Chính Đức Khổng Tử vì già trên 70 tuổi đã nói ơi ước gì ta sống thêm vài năm nữa. Nghiên cứu kinh dịch để bớt đi những lỗi nhỏ thanh nhân còn ước bớt đi lỗ nhỏ không dám nói đến lỗi lớn và khẳng định phạm tội với trời vô phương cầu đảo do đó có người chỉ có lý hoặc là có một lẽ phải kỳ diệu thay chỉ duy một mình đức chúa giêsu christ khi ngài là đức chúa trời đến thế gian này chúa giêsu đã tuyên bố ta là đường đi là chân lý và là sự sống chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Dạ. Tại sao Đức Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là chân lý là lẽ thật? Dĩ nhiên, muốn tuyên bố mình là ai là gì thì đó là quyền của cá nhân người đó, cũng có một vài hạn chế. Ví dụ trước đây có người đã nói với tôi qua chương trình giải đáp thắc mắc, người đó nói Người tin lành, tin Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, tôi cũng có thể tự nhiên mà có. Con gà tự nhiên mà có cũng được vậy. Tôi cảm ơn người đó nhận Đức Chúa Trời là đấng tự nhiên mà có như Kinh Thánh dạy. Riêng với cá nhân vị đó tôi đề nghị, vị đó hãy ra ngoài ngã tư đường, tuyên bố lớn lên. Tôi tự nhiên mà có, con gà của tôi tự nhiên mà có, rồi vị đó nhìn xem những người qua lại nghĩ gì về những lời mình vừa tuyên bố như thế. Trong khi đó Đức Chúa Giêsu tuyên bố ta là đường đi, chân lý và sự sống chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời là Cha. Ngay cả những kẻ thù ghét Chúa Giêsu lúc bấy giờ cũng không hề phản đối lời nào và sau hai ngàn năm qua cũng không ai dám phản đối. Hầu như mọi người đều nhìn nhận Chúa Giêsu quả thật là chân lý, là con đường, là phương pháp duy nhất để một người là tội nhân đến được với Đức Chúa Trời và xưng Đức Chúa Trời là cha mình. Chúa Giêsu cũng là nguồn sự sống duy nhất để ban cho người tin Ngài nhận được sự sống và sự sống đời đời của Chúa ban cho. Kinh Thánh làm chứng chỉ Chúa Giêsu là chân lý duy nhất nhưng Ngài đã được ghi trong Thư Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 11 của Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh Philip đoạn 2 câu 6 này Chúa Giêsu được giới thiệu Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời chính Chúa Giêsu là hình ảnh Đức Chúa Trời mà con người không thấy được. Chúa Giêsu vốn là Đức Chúa Trời nên không cần bàn cãi ngài có phải là chân lý không? Thứ hai là Chúa Giêsu chẳng coi sự bình đẳng của ngài với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ chính ngài tự bỏ mình đi. Chúa Giêsu đã lấy hình một tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chính Chúa Giêsu đã hiện ra, đã giáng sinh như một người, ngài tự hạ mình xuống nhân phục cho đến chết. Thậm chí là Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự. Qua 33 năm rưỡi sống trên đất, trong thân xác của một con người, Chúa Giêsu đã hỏi những kẻ thù ghét nghe rằng, trong các ngươi có ai bắt tội ta được không? Nếu ta nói chân lý, sao các ngươi không tin ta? ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời cho nên các ngươi chẳng nghe. Tại chính các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là cuối đời sống 33 năm rưỡi trên đất, Chúa Giêsu đã tình nguyện chịu chết trên cây thập tự đổ huyết đền tội cho người tin Ngài. Thứ ba, bằng kết tuyệt điểm chứng minh Chúa Giêsu là chân lý là Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại sau ba ngày chịu chôn trong mồ mã rồi chúa đã sống trên đất này bốn mươi ngày kế tiếp để tỏ tường trên đất rồi chúa giêsu thăng thiên về trời có hơn năm trăm người xem thấy kinh thánh xác nhận cũng vì đó nên đức chúa trời đã đem ngài lên rất cao và ban cho ngài danh trên hết mọi danh Hầu à, cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thải đều quỳ xuống và mọi lưỡi thải đều xin Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Bây giờ quý vị hãy bình tâm suy xét, đừng để thành kiến mê tín, đừng để thành kiến tôn giáo che khuất mình nữa. Quý vị thấy có người nào có thần nào xưng là chân lý để chúng ta tôn thờ không? Chúng ta hãy để các vị sứ đồ ngày xưa trả lời. Sứ đồ Führer trả lời chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời. Chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Vị sứ đồ thứ hai nổi tiếng thế giới là sứ đồ Phaolô là người từng chống đối Chúa Giêsu. Sau một thời gian dài, chống đối Chúa cuối cùng follow trả lời chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người tôi muốn trở lại với câu hỏi của vị thính giả vì câu hỏi rất nghiêm túc làm sao một người có thể chứng minh có chân lý hay biết chân lý rõ ràng không nêu ra một ý phê phán về chân lý mà quan tâm đến đời sống của người tự nhận mình có chân lý hay đời sống biết chân lý. Câu hỏi lại đúng vào dịp Tết Quý Mão của người Việt Nam chúng ta. Thật là một cơ hội kiểm tra xem một người có thật biết chân lý là Chúa Giêsu Christ không. Làm sao chứng minh rằng mình hiểu biết chân lý và có chân lý trong đời sống? tết âm lịch đối với người việt nam chúng ta mang bản sắc dân tộc đặc thù của người việt không chỉ là qua một năm mới tết chuyên chở bao ước mơ của mỗi người việt nam thể hiện qua những vật được mua sắm từ cành mai cành đào những câu liễm vàng giấy đỏ đến những món ăn tết cũng khác với những món ăn thường ngày dù chỉ là những món ăn đơn giản cũ kiệu dư hành những áo quần mới mặc trong ngày tết cũng vậy kể cả lời ăn tiếng nói cách nói chuyện với mọi người cũng giữ gìn đó là tập quán tốt của dân tộc việt nam chúng ta nhưng mà ma quỷ ra lợi dụng để xen vào trở thành những hành động xấu như tết là cơ hội để lợi dụng lên giá một cách vô tội và con người bị mê hoặc và chăm chú vào những may mắn ảo như là cành mai miếng dưa đỏ thay vì đi tìm một đấng tạo hóa là nguồn phước. Ví dụ, Tết đối với người Việt Nam bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp hay là tháng 12 âm lịch với việc làm gọi là đưa ông Táo tên chỉ gọi thế Hành động là nhớ cơ hội ngày hết Tết đến lo dọn dẹp bếp nút cho sạch sẽ. Vì có thể một năm đã qua mãi lo làm ăn không dọn dẹp. Nơi mà được nhiều người sử dụng nhất trong nhà mình đó là cái bếp. Có lẽ do ngày nay người Việt ít còn dùng củi, dùng rôm, dùng than để làm chất đun đốt nên ít quan tâm cái bếp. Các bà xưa nói muốn cưới vợ cho con trai thì cứ đến nhà nào hỏi cô gái trong nhà xin chúc cho bếp. Nếu cô gái đồng ý thì nhà có nhiều cho thì các bà sẽ đi luôn. Nếu cô gái xin lỗi vì nhà không còn cho bếp nữa thì hôm sau các bà sẽ mang quà lễ đến cưới cho con trai mình. Mọi việc làm rất tốt khuyến khích sạch sẽ chỗ dơ lại bị mê tín để tôn một vị thần tưởng tượng đội mũ mang hia chẳng mặc quần lại một gia đình mà hai chồng một vợ không có hạnh phúc tết là những ngày vui bởi thế con cầu vui như tết người việt chúng ta dùng ít nhất là ba ngày để thăm nhau làm những món ăn gia truyền để đãi nhau có những trò chơi tạo niềm vui nhất là đối với cái cháu thành thiếu nhi. Má quỷ đã lập mưu đưa vào cuộc vui những cám dỗ mà với câu nói cửa miệng tết mà để biến thành sai xưa cờ bạc là những việc tập tành cho trẻ con học phạm tội. Người chưa tin Chúa Giêsu cũng biết phân biệt cái gì tốt, cái gì không tốt trong những ngày Tết như say sưa ngay cả việc đốt vàng mã cho tổ tiên. Hãy nghe báo chí trong nước ghi lời của một vị chức sắc tôn giáo có liên quan đến việc đốt vàng mã xác nhận. Trong tôn giáo của vị này không có dạy đốt vàng mã. Thế thì một người biết Chúa Giêsu là chân lý là người tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu thế về sống đời sống như lời Chúa dạy, Chúa phán, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tâm nhưng có ánh sáng của sự sống. Kinh Thánh cũng nhắc lại, giả dạ, lúc trước anh em đương còn tối tâm, nhưng bây giờ đã trở nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chơi dự vào công việc vô ích của sự tối tâm ta quả trách chúng nó thì hơn. Ví dụ nói đến điều mà những người đó làm cách kính dấu cũng là hổ thẹn rồi. Chúa Giêsu phán, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Câu hỏi của vị thính giả Làm sao một người có thể chứng minh có chân lý hay biết chân lý? Câu trả lời Không ai có thể chứng minh mình là chân lý Vì chỉ có Chúa Giêsu là chân lý duy nhất Người có chân lý là người đã ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm chân lý, làm cứu Chúa, làm Chúa của đời sống mình. Người muốn chứng minh mình có chân lý không phải là người đó luôn cho rằng mình có đạo và luôn miệng nói là Chúa là Chúa mà là sống theo lời của Chúa là kinh thánh dạy vì lời Đức Chúa Trời là chân lý Chúa Giêsu phán lời Đức Chúa Trời là cha là chân lý để chúng ta học mà làm theo sống bày tỏ chân lý cho mọi người trên đất này amen trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mò chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường nghe về tình yêu chúa đừng còn nhiều lời hứa dù năm tháng nhiều quên lãng chúa vẫn có đây khi mình bước đi trong cuộc sống có chúa đi cùng chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng chua gánh thay giờ con đường nào mình đến êm đềm bằng, bằng tình chúa chỉ đến cuối cùng chân lý cũng chính nơi cha này anh hỡi vì sao chúa mùa hết tội lỗi trong tôi vì yêu anh vì yêu tôi Chúa xóa bao tôi này anh hỡi về đây với tình Chúa khoan nhân vì hôm nay đời có lắm Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703 232 6457 Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tin lành đến đây tạm mừng xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nguyện xin đức chúa trời ba ngôi ban phước trên quý vị và gia đình xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mong cho con khi đã lằng dạy con ơi cao nguyên xin cho con trái tim xin ngàn đời